Chương trình của mình là hiện nay triển khai từ ngày hôm qua, ngày 15 tháng 7. Và trong hệ thống của bưu điện trung tâm Sài Gòn có hai điểm để bán là bưu điện quận 3 và bưu điện Lê Thị Hồng Gấm. Ngoài ra còn những bưu cục lân cận vẫn đang bán hàng của Sở Công Thương. Bán suốt từ sáng đến chiều, nhưng mà lượng rau về là bắt đầu đầu giờ chiều sẽ về rau mới. Hiện nay là quầy thực phẩm bên trong của chị gồm có những cái thực phẩm như dầu ăn, đồ hộp với lại gạo. Hiện nay là gạo là đang được khuyến mãi rất là nhiều. Anh cũng coi trên mạng có những chỗ nó bán dưa leo thì tới 25-30 ngàn ký, nhưng mà khi đặt rồi thì không biết khi nào nó giao, hoặc có thể nó giao trễ. Đó, còn mấy chỗ này thì nó tiện ở gần nhà đi mua. 5 ký. Cải xanh, dưa leo, là khổ qua, khoai tây, cà tím. Đó, một cái túi rau củ quả rất là tươi, 100.000, 5kg, thấy giá cả rất là hợp lý. Em nghe bưu điện mà có đồ ăn thì em cũng hơi bất ngờ một xíu ấy. Tại vì em không nghĩ là bưu điện lại bán đồ ăn luôn. Em chỉ nghĩ là thường thường bưu điện là nó chỉ là giao nhận hàng hóa, cấp vận chuyển rồi thôi. Theo ngày thì bên em sẽ có các loại combo khác nhau. Thì hôm qua có? Có đầy đủ. Hôm nay chị tới hơi trễ nên mặt hàng đấy đã hết. Dạ, từ tầm 8 rưỡi là bắt đầu bên em đã mở đấy. Nếu khách hàng đặt trên app voso.vn thì bên em sẽ có combo 5kg. Thì sẽ gồm tất cả các hoa quả tự chọn, thì em sẽ ra tận nơi. Còn khách hàng tới bưu cục thì cũng có thể mua combo như thế hoặc là tự chọn thì 20.000 một ký. Hầu như là em bán đến đầu giờ trưa tầm 12 giờ là đã hết hàng rồi. Các bạn ngon ạ. Nay